Xin chào toàn thể quý anh chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồng Hồ Duy Định. Và trong video ngày hôm nay thì Duy Định cũng có một mẫu sản phẩm mới về và cũng vừa cập biến tại Đồng Hồ Duy Định. Với sản phẩm này, chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ mà có doanh số bán chạy nhất trong dòng Orange Style. Tại sao nó lại có một cái độ đẹp và có một cái sự cuốn hút cũng như là có doanh số bán tốt như vậy? Thì sau đây sẽ cùng các bác tìm hiểu về cái mẫu sản phẩm này. Và Duy Định thì sẽ thường xuyên tìm hiểu và săn sale cho anh em với những chiếc đồng hồ chính hãng từ Nhật nội địa và mang về thị trường Việt Nam, cung cấp cho anh em chơi những chiếc đồng hồ cơ chính hãng. Cùng với đó thì các bác cũng có với một cái mức giá vô cùng là tiết kiệm, đến với Đồng Hồ Duy Định thì anh em sẽ tiết kiệm đâu đó từ 30-50% so với hãng và thị trường đang phân phối các bác nhé. Và bên em thì luôn cam kết 100% chính hãng. Nếu anh em chưa biết đến Đồng Hồ Duy Định thì các bác có thể tìm hiểu và các bác cũng có thể ủng hộ Duy Định bằng cách là đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo, và các bác có thể tìm hiểu về nhiều bên khác, có thể biết được đồng hồ của Duy Định qua video này nó có chính hãng hay không các bác nhé. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với một chiếc đồng hồ đến từ dòng Orange Star thuộc phiên bản Open Heart. Đối với cỗ máy này, tại vì sao nó có một cái sự cuốn hút và nó tiếp cận được nhiều người dùng như vậy, thì nó sẽ có hai yếu tố các bác nhé. Thứ nhất là nó sẽ có một cái thiết kế rất là đẹp và với một cái bảng màu, đó chính là màu xanh ngọc lục bảo. Kèm vào đó thì nó sẽ có thêm một cái điều nữa mà anh em cũng ưa chuộng, đó chính là một cái thiết kế size. Nó phục vụ cho anh em chu vi của tay trung bình, vừa và nhỏ thì các bác có thể sở hữu được chiếc này. Vì nhiều lúc các bác muốn mua đồng hồ nhưng mà cái cổ tay của mình nó cũng vừa phải, nó cũng nhỏ, thì các bác có thể tìm những cái mẫu sản phẩm vừa với mình thì nó cũng rất là khó. Thì đối với sản phẩm này, các bác sẽ có một chiếc size mặt chỉ là 39.3, phục vụ cho hầu hết anh em chu vi của tay trung bình của người Việt Nam. Và cái vẻ đẹp của sản phẩm nó cũng là một phiên bản màu xanh ngọc lục bảo. Với bản màu xanh ngọc lục bảo này, nó sẽ có hiệu ứng đổi màu khi mà các bác có thể ra ngoài ánh nắng hoặc là cái điều kiện môi trường ánh sáng nó nhiều thì các bác có thể thấy được cái màu xanh ngọc bảo. Còn trong môi trường tối như thế này, các bác có thể thấy nó một cái màu nó hơi đen đen, nó hơi đen và cũng có một chút pha với màu xanh ngọc. Đó là cái hiệu ứng màu. Không nhiều bác lại thắc mắc là khi các bác nhận hàng, các bác nhận trong nhà và không đủ điều kiện ánh sáng thì nó không nổi lên cái màu xanh ngọc lục bảo các bác nhé. Và cũng nhiều khách hàng nhận hàng thì các bác cũng có thắc mắc cái điều đó rồi. Về cái thiết kế cũng như là về tổng quan của cái dòng Orange Star thì các bác sẽ có một cái phiên bản trên dòng này là dòng lỗ cơ và một cỗ máy cao cấp nhất, đó chính là bản 50 giờ tích cót, và cũng có một cỗ máy in-house đến từ Nhật nội địa. Ngoài ra anh em có thêm một bộ kính sapphire chống sức hoàn toàn cho các bác khi mà các bác lên tay, không lo đắn đo về cái vấn đề xước sát trên thân vỏ hoặc là trên phần kính nữa. Đó là một cái ưu điểm cũng khá tốt cho các bác khi mà sở hữu những chiếc đồng hồ máy cơ. Còn về chiếc này thì có một cái ưu điểm nữa cho các bác, đó chính là có dạ quang trên hai kim chính là kim giờ và kim phút các bác nhé. Ở góc 12 giờ sẽ có một cái điểm nhấn, đó chính là cọc số La Mã được mạ vàng. Với những cái điều đó thì mang lại cho chúng ta một cái trải nghiệm rất là đẹp. Còn về thân vỏ và phần dây thì nó sẽ được hoàn thiện là dây thép đúc nguyên khối. Về cái dòng cao cấp thì hầu hết sẽ có cái bộ dây thép đúc này. Và đối với dòng Orange Star nó sẽ có dây thép đúc với 5 mắt rất đặc trưng, với 3 phần mắt lớn được đánh phay xước, còn lại 2 cái chỉ nhỏ nó sẽ được đánh phay bóng để tạo cho chúng ta cái điểm nhấn và giúp cho chúng ta khi lên tay nó cũng mềm mại và ôm tay hơn. Và ngoài ra thì cái phần khóa mặt sau nó cũng là một cái phiên bản khóa của anh em, là khóa thép đúc đặc. Về cỗ máy sẽ được trang bị là một cỗ máy in-house đến từ Orange Star các bác nhé, và bản Nhật nội địa này. Trên thân máy chúng ta sẽ có ở phần cái nắp lưng sẽ có Made in Japan, độ chống nước của sản phẩm lên tới 100m và số serial number kính sapphire. Thân máy thì được sản xuất in-house hoàn toàn tại Nhật, với thân máy của Orange Star sẽ được đánh phay xước rất là đẹp. Và kèm vào đó thì cái độ hoàn thiện của dòng này nó cũng cao cấp hơn so với những phiên bản thường, nên khi mà các bác có cái mức tài chính hay là các bác có thể tìm được cái dòng này để chơi, để phục vụ thì thực sự nó đáng tầm tiền mà các bác bỏ ra. Chiếc này thì đang có mức giá hãng giao lưu khoảng 13.500.000. Còn tuy nhiên thì các bác đến với Đồng Hồ Duy Định đang có mức giá cực tốt trong thời điểm này. Nhiều bên đã có cái mức giá về sau Tết là mức giá tăng, tuy nhiên tại Duy Định vẫn giữ cho nhà mức giá tốt, đó chính là 7.500.000 các bác nhé. Và đây là một cái mức giá bao ship cho anh em về cái tình trạng cỗ máy là mới 100% với một cái bảng mã của dòng xanh lọc lục bảo, đó chính là REAT0002E. Và các bác có thể tìm hiểu chiếc này và về tham khảo tại hãng
Duy Định thì luôn cam kết cho anh em là hàng chính hãng 100% để các bác yên tâm. Và nếu anh em quan tâm đến sản phẩm này thì cái mức số lượng mà Duy Định săn sale được tại thị trường Nhật Bản về Việt Nam nó chỉ có một vài chiếc, nên nếu mà anh em quan tâm thì có thể liên hệ với Duy Định sớm qua số hotline em để trên màn hình các bác nhé. Rất cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại.